Hello, xin chào toàn thể anh chị em nhá. Hôm nay thì em không quay xe lướt đời cao nữa. Hôm nay quay xe đời thấp thấp xíu giá để cho anh chị em mình dễ trải nghiệm nhất. Đấy. Yamaha R3, xe một chủ từ đầu, mua là năm 2016. Nước sơn zin, tem zin, máy móc zin. Xe biển Sài Gòn, một chủ từ đầu luôn. Con này thì em bán cho anh chị em mình là 59.500.000. Chất xe thì nói chung giờ từ 2015, 2016 tới giờ thì nó cũng lâu rồi. Cũng 8 năm đến nơi rồi. Đó, anh chị em mình coi qua để trải nghiệm thử. Với cái giá tiền 59 triệu và có một con phân phối tầm trung. Cái chất lượng em sẽ vẫn cam kết nhá. Tuy là 10 năm tuổi nhưng mà chất lượng sẽ vẫn cam kết. Ở đây là cam kết nhất là ô đô chuẩn này. Thứ hai là máy móc nguyên zin. Thứ ba là không tai nạn đâm đụng. Đó, thứ tư nữa là xe một chủ mà cam kết rất là nhiều. Nước sơn zin và tem zin. Đó, xe thì xe mộc mạc thôi. So với cái đời này thì nó cũng gọi là đẹp rồi đó. Đi 21.000 km. Thì trong nhà nó sẽ hơi ồn, nó không có nẹt bô được. Sẽ quay chi tiết cho anh chị em mình coi qua. Đó. Nó không thể giống như mấy con xe lướt 1-2.000 cây em quay trên video được. Cặp lốp zin, cặp lốp mới thay. Bóng xi lông rồi này. Đó. Em đã rửa chi tiết từ trong ra ngoài nên là khá là đẹp rồi. Lốc lác này, còn nguyên zin này, rất là đẹp. Ốc tán thì đến tầm này thì nó không thể trắng sáng được như mấy con 1-2.000 được nữa rồi. Đó, biển Sài Gòn sẵn luôn. Đó, sơn zin, tem zin. Đây. Nó chỉ ngang với một con giờ 15 lướt thôi. 59.500.000 là 300cc. Con này được cái nhông xuyên dĩa là còn zin này. Chưa thay. Gầm bệ thì cũng đã rửa kỹ càng hết rồi. Lốc lác đẹp, xịt dưỡng lên rồi. Máy là cam kết êm, zin, không lỗi. Chỉ với 59.500.000 thôi nhá. Anh chị em nào ở gần Bình Dương, Dĩ An, Bình Dương có thể ghé qua trải nghiệm thử. Số điện thoại của em là 0974847553. Kênh của em là chuyên mua bán tất cả các dòng mô tô lướt nha. Ưu tiên xe lướt thì lâu lâu cũng vẫn sẽ có một con đời sâu sâu để đi nhiều tí thì bán rẻ cho anh chị em mình trải nghiệm. Ok, clip xin dừng ở đây thôi. Anh chị em mình cần tư vấn thêm có thể gọi qua số điện thoại để dưới góc trên cái phần bình luận hoặc phần mô tả. Nhắn Zalo cũng được. Rồi ok, clip em xin dừng ở đây thôi.